Yeah. From the BART train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving more fucks. Ok, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video để thách thức mình, để coi mình sẽ đạt được bao nhiêu ở cái tài vận draw này. Thì nhiều bạn bó lên thì cũng là 200, 300 rồi, cũng hơi bị nhiều, nói chung là cũng hơi bị cao. Thì mình cũng muốn thách thức thử coi mình lên được bao nhiêu cao nhất. Thì đánh có đánh và ngồi nghiên cứu một hồi thì bó đánh được cái deck như vậy. Thì chỉ muốn chia sẻ cho các bạn nào muốn thử sức mình để gây đam cho to chút, cho nó đẹp, nhìn cho nó đẹp. Ok, thì cái test tavern draw kỳ này á, mình sẽ bỏ thêm rất là nhiều những cái con remove cái vũ khí, tại vì cái chỗ mà Stormwind á là nó xài vũ khí, mà vũ khí nó tăng sức đánh cho những cái con minion, hoặc là máu cho những cái con minion to của nó. Thì mình remove nó đi để giảm bớt cái hiệu ứng của nó. Và cái thứ hai á là mình sẽ nói sao nhỉ, kiểu như là mình sẽ silence nó cho nó full bo những cái con màu một của nó, xong mình cho full bo và mình cứ giữ như vậy hoài luôn cho đến khi mình ra đủ cái bài mình cần thiết. Và mình sẽ đập vô mặt nó một phát một. Và nói chung là các bạn phải đập làm sao mà tới 99 đam thôi, 99 đam để đó, xong rồi dùng cái con rồng mà double attack á lên để tích đam đập vô mặt nó. Và nói chung cái này là chỉ là lý thuyết thôi, lúc mà vô thực hành thì nó khác lắm, tại vì bài của nó ra rất là bệnh hoạn. Có khi nó dùng mà fireball nó giết con rồng của bạn, hoặc nó dùng fireball nó giết con rồng, nó giết không được thì nó dùng ice skill, rồi nó sẽ có khi là nó sẽ dùng một cái lá mà diệt hai lá bài trên bàn, rồi discard của nó, nó có hai ba cách gì đó để mà tiêu diệt bạn. Thì nói chung là hên xui, nếu mà bạn ra bài đẹp thì bạn sẽ đọc nó một cái rất là đã, thì tôi đã làm được. Ok, các bạn có quyền thử, có thể thử cái deck này rất là vui để thử thách challenge bản thân mình. Nếu các bạn thấy thích video thì nhớ bấm like, share và subscribe ủng hộ channel tôi nha. Nếu các bạn có thắc mắc đúng ý kiến gì cứ để lại comment phía bên dưới, sau khi tôi like tôi sẽ đọc trả lời các bạn. Ok, giờ đói bụng quá tôi phải đi ăn rồi, mời các bạn xem video sau đây. Chúng ta sẽ thử lại một chút để lên coi được 500 không? 4-500 không? Hy vọng sẽ được lên 4-500. Dead go nha nó. Silent rồi chơi gì nữa. Má nó bệnh hoạn vờ lờ. Mình ghét cái lá cờ này vãi luôn đó nha. Thank you.
cùng mẹ rồi nó. Sao lần nào cũng đúng lúc quá vậy? Rồi tới luôn anh ơi. Rồi ngon luôn. Cứ về hoài, nó không gọi ra con tàu, không gọi ra này hoài trời. Cái gạo này hoài bực mình dễ sợ luôn á. Thế nó không tạo ra con tàu ta. Hay quá. Ok. Đúng là máy, vẫn chỉ là máy thôi. Đầu biết ngay mà. Hay quá. Rõ kẻ. Nhiều vào, nhiều vào. Rồi chết luôn hen. Ok. Thank you.
Đợi con này double lên. Trời ơi, chết. Chết tôi. À, mình sẽ giữ nguyên con này, ok. Một tên. Ok, mình sẽ cố gắng giữ thêm con này thêm. Hai tên nữa, ok. Hai tên nữa chắc cũng ok. Nhưng mà đồ máu nguy hiểm quá. Rau cạn nữa là còn 3. Rau cạn nữa là 7, 4, ok. Xài lệnh nó đi. Sau nữa là còn 1 năm máu. Sau 500 đam xuyên luôn. Đừng có giết nha, đừng có giết nha. Yeah! 500 đam, thưa các bạn, 500 đam, game. Nó sẽ đánh từ từ, để nó bể cái là bỏ mẹ. Xúc! 610. Damn.